Hello, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử lại 12 game. Các bạn của mình phá tới cái đầu tiên nha. 3, 4, 3 đây. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ hai. Jolly Chico. Frog, okay. Thank you.
Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ ba, Jolly Chicken Sleeper. Oh my god, 싸이가. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang được cái thứ tư, Sleeper Hollow 2020. Let's go. Rồi mình sẽ update cái này đi. Ok. Tiếp tục. Mình sẽ tăng Let's go. Tăng đạn lên. Thank you.
So one with suitcase. Có thể ở đây. OK, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ năm, Okinawan. So let's go. Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo, cover 5. Let's go. OK, tiếp tục là.
Let's go. So let's go. Okay, far away to me. Set chain, sound like a detail. Hit by and sleeper. Let's go. Broken again. Keep a lookout for me while I pass the tail. Which two? Get ready. They're coming. We're far. Don't know what you're doing up there, but it's working. We're far. Your eyes peeled. See the one. Quiet. Okay. So big for all. Rồi, và tiếp tục đó là tựa game Hit Smarter. Thank you.
Và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tiếp theo. Let's go. Similar. Ok rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Silver Arena. Let's go. Hôm nay mình sẽ bật wifi lên. Mình sẽ bật lại. Xem như thế nào. Let's go. Silver Arena. Ok. Và các bạn cùng mình khám phá tới kênh này nha. Đấy là một tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Welcome Sleeper. Let's go.
kill. One shot. Butchery. So I did top now. Skid sauce. Let's go. Thì mình phải bắn để báo động xem anh ta đứng chỗ nào. Chưa rồi. Oh my god. Let's go. Tora Green. Right, honored, and finished.
Rồi tiếp tục là Sleeper Ops. Listen. Anh chàng bảo xanh. Các bạn phải tiêu diệt hai anh chàng này. Oh my god. Tôi đã phải tiêu diệt hết những anh chàng ở đây. Và sau này có tiếng lẩu ở đây nhỉ? Chạy đến kia là lổ ngay, tức là mình không để anh chàng cứ chạy đến. Và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.